Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một trận đấu về Jafit theo yêu cầu của một số anh em nhé. Nhưng mà trận đấu này thì theo mình thì mình sẽ làm clip chôn nhá. Đánh hạng chôn đây. Thật sự đây là clip đầu tiên mình về làm về kiểu là chôn xếp hạng. Ok, chôn với một vị tướng gọi là Jafit, rất là cơ động mà đi rừng. Theo trận đấu này thì mình sẽ lên theo kiểu là đi rừng. Thế nhưng mà lên theo đồ là full trượng hỗn mang. Anh em biết là trượng hỗn mang thì nó có sức mạnh như nào rồi. Thì nó cộng cho Jafit 180 công phép. Thì nói chung thì các chiêu thức của Jafit thì nó không quan trọng, không quan trọng đến lượng sát thương phép. Thế nên là nói chung thì 180 công phép thì cũng vẫn đi. Nói chung thì rất là phế, ok. Nhưng mà đặc biệt là mình rất thích đối với là 10% giảm thời gian hồi chiêu. Đó, đầu tiên thì mình vẫn phải lên đồ rừng nhá, kiếm chi hồn nhá, để có thể là farm rừng dễ hơn để có thể lên đồ, ok. Rồi, trượng hôn mang này. Đó, trượng hôn mang giảm thời gian hồi chiêu 45% xuyên pháp, xuyên phép 45% xuyên phép, thế nên là ok. Đối phương mà ví dụ mà lên phép thì có thể là anh em xuyên thoải mái thôi. Rồi, xem là với vị tướng Jafit này thì lên mắc giảm thời gian hồi chiêu thì các chiêu thức của nó hồi như thế nào. Mình rất là mong với cái chiêu đầu tiên của nó là lướt liên toại, không biết là cuối game như thế nào. Ok, đây là đánh là danh mình đang chơi ở nick BM nhìn gì nhá, và đánh ở cái danh nói chung là danh Bạch Kim. Nói chung thì đánh nhiều trận đấu rất là căng thẳng, kiểu là lên đồ chuẩn rồi đấy, nó rất là kiểu là đánh quen rồi, bây giờ gọi là chế thôi. Mà không phải chế bình thường nữa mà mình vác hẳn vào đánh xếp hạng. Ok, dự là đến tí nữa mình lên đồ về cái chỗ hôn mang là sẽ có nhiều thanh niên bức xúc và có lẽ là sẽ chửi mình đây. Thôi mình đang chuẩn bị sẵn tinh thần, ok, từ từ đánh nhau vội nào, chưa có chục cuối. Rồi đã đánh nhau rồi. Đù. Đông vậy. Rồi từ từ lựa xem nào. Đây rồi, hàng đây rồi. Hàng đây rồi, ok, một mạng chiến công đầu. Đấy, rình một phát thôi. Đấy. Rồi từ từ em xin lỗi, chết rồi, lần này đi rồi. Ôi gặp ngay cả bố, ôi rồi, bố Violet. Đau ruột với thanh niên Natalia. Natalia hết sạch mana. Và thanh niên này còn nói chung thì đứng mắn bo như kiểu mắt muối thôi, không mất một chút sát thương nào cả. Ok, nào, xoan xong cái đồ đi rừng xong là mình sẽ lên full trượng hỗn mang nhá. Anh em cố gắng xem hết clip này xem là mình có phế hay không. Thật sự thì nói chung thì mình làm clip chôn thôi. Rất là mong anh em đừng có làm theo kiểu vác và đánh xếp hạng. Đó, mình gọi là chôn kiểu xếp hạng này không biết là sẽ ra sao. Ok, nếu mà lên full giảm thời gian hồi chiêu là không biết bao nhiêu phần trăm nữa, để tí nữa mình sẽ xem nhá. Cứ lên đồ xem là xem giảm thời gian hồi chiêu nó như thế nào. Nói chung thì mỗi món đồ thì cộng 10% giảm thời gian hồi chiêu thì nó khá là lợi. Vì vị tướng này có những cái chiêu thức của nó hồi nhanh mà. Ok, nhưng mà cái lượng sát thương của nó gây ra lại không lớn. Cứ nghĩ đến cảnh mà mình lên full đồ vậy là khá là đẹp mắt. Ok, dòng nào. Cố gắng ăn đồng. Đối phương kìa. Này thì Violet này. Này Violet mất được cái máu. Đau quá. Từ từ ăn dòng nào. Đối phương đang ở khu vực này. Có vẻ căng. Từ từ lùi đã. Để cho đối phương hạ dòng đã rồi mình lao vào. Đối phương cấu máu đã. Cấu máu dòng đã. Ok, đây rồi. Đây rồi. Tuyệt vời. Double tap ngon lành kênh nào. Quả combat quá là đẹp luôn. Thật sự là mình không thể tin nổi cái pha combat vừa sau. Thêm hút một phát nhá. Xong rồi đến lúc là mình sử dụng chiêu cuối này. Bắt tung đối phương này. Đến Illumia sử dụng kịp thời là sử dụng chiêu cuối thôi. Thế là làm trắng đối phương, mình chỉ cần lướt cái chiêu đầu tiên một phát là được khai mạng double tap. Ngon lành kênh nào. Ok nào, trượng hôn mang nhá. Sạn đồ, ok. Một món đồ bắt đầu chôn rồi. Kiểu là chôn rồi. Theo yêu cầu một số anh em thì mình làm Jafit á. Làm lối lên đồ Jafit thì thôi. Mình xin cáo lỗi anh em trước là về video này. Về clip này là mình lên đồ chôn. Còn mình sẽ làm thêm một clip nữa về Jafit lên đồ chuẩn nhá. Lên đồ chuẩn cho anh em xem. Chứ còn thực sự là clip này gọi là vui thôi. Ok. Nào. Ngang hà bưởi, bá đạo rồi. Đó. Cái trình độ KS của mình nó gọi là nó quá thần thánh rồi, bá đạo rồi. Rồi, Jafit ở cái mùa này cực kỳ là khỏe luôn.
Nó một phần là cơ động, một phần nó cũng là rất là, nói chung thì nó ganh rất là tốt, đảo đường tốt này, đúng với thời đại sát thủ luôn. Và sát thương của nó gây ra thì nói chung là chiêu thứ hai này của nó là sang mùa 3 này nó được tăng thêm số lần xỉa nhá. Mùa 2 nó xỉa tầm 3 lần thì phải. Sang đến mùa 3 này thì nó xỉa nhiều hơn. Cái phi tiểu nó nhiều hơn, xỉa nhiều hơn nha. Cấu xỉa máu tốt hơn. Thật sự đây là một vị tướng khá là thú vị đấy, nhưng mà thật sự là nick của mình không có nick, không có tướng. À mình xin lỗi, nick của mình không có tướng này, không có gen Zephyr, thế nên là mình đành mượn tạm cái nick BM nhìn gì của một bạn này thôi. Ok. Mất cái tốc biến và mất được cái máu. Đủ hiểu nó bá bá trưởng. Mà rõ mình đang lên phép nha. Đấy, tất cả chiêu thức của nó đều là sát thương vật lý thôi. Ok, nhưng mà được cái giảm thời gian đổi chiêu. Nào nào nào, ông ơi phục phục. Ui trời, chết là cái chắc rồi, tuyệt vời đấy. Rồi lên bảng luôn. Và đấy là thật sự thì có cái chiêu cuối đến từ John. Thế nên là mình mới dám lao vào dồn sát thương, chứ còn không có cái chiêu cuối đó thì chắc là mình cũng chưa dám lao vào đâu. 39 giây nữa có rồng. Từ đầu game giờ là mình đảo đường mình canh khá là tốt, và cũng như là kiểm soát. Nói chung thì rừng của mình cũng farm rất là nhiệt tình. Nào 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 nào, chơi luôn ông ơi. Có thêm hay không? Trời ơi, ông thêm ông bóp giái tôi quá. Chết này. Đủ. Do là mình đang sử dụng chiêu cuối, ông thêm ông lại hất tung là hất tung thanh niên ấy về. Hất tung Lotara về. Không phải hất tung mà gọi là đùn về, đẩy về. Này thì ngang hà bữa ấy. Ok, ơi rồi. Đau thật. Thế là bị cướp mất con Blue rồi. Cướp một phát trắng trợn. Natila sử dụng chiêu cuối cái ép. Nào nào nào, con rồng này. Không qua được tường à. Rồng tiếp theo nha. Trợ hôn mang, ok. Cái món đồ trợ hôn mang đầu tiên của mình rồi. Ok, bắt đầu là mình sẽ sang thêm cái món đồ là trợ hôn mang tiếp theo nha. Nào nào, từ đã đánh nhau chỗ này rồi. Từ ông ơi. Lùi đã. Ok, sạn tiếp nha. Rồi ok, sạn trợ hôn mang. Ta nói là mình sẽ lên full đồ trợ hôn mang thì mình chỉ lên một món đồ thôi. 5-0 rồi. Đây là nếu ví dụ mình mà lên đồ chuẩn nữa thì gọi là quá là bá đạo rồi. Mà thật sự thì lên cái đồ này giảm thời gian đồ chiêu rất là sướng. Đó. Lướt liên tục luôn. Cái nói chung thì vị tướng này cũng gọi là khống chế rất là cao. Vì sao? Vì cái chiêu cuối của nó là gây diện rộng nha. Anh em lao tới và hất tung đối phương trong một vòng tròn. Nói chung là rất là diện rộng luôn. Nào 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 nào, hàng đâu rồi? Được quả clip mình làm lên full đầu trôn. Thì đối phương rất là thọt, rất là phế. Hiện tại thì đối phương mới ăn được một mạng thôi. Nói chung thì trôn trận này cũng khá là dễ thở. Thế nên là tình hình là anh em vẫn chưa để ý mình lên đồ như thế nào. Thật sự thì từ từ ông ơi. Đừng để nè nè đối phương lên cao đã rồi thịt luôn. Tại lên cao là mình thịt luôn. Nếu mà đối phương, nếu mà theo trận đấu này combat khá là đẹp, khá là dễ thở đấy. Vì có Illumia nè. Rồi ok. Hàng đây rồi. Đây rồi. Nào, cần một pha combat đẹp. Ui giời, thôi rồi. Ngang à bưởi. Wow, huyền thoại. Tuyệt vời. Tiếp nha. Đó. Nào. Lên bảng nốt. Ăn chích rồi. Ấy à, quay ra. Ôi cho mày ăn Penta nào. Đù, kìa, trụ bắn. Thôi. Trời ơi. Đi chết đây. Phí quá. Phí vãi. Đù. Thật sự thì rất là may mắn. Cảm ơn pha đấy thì cũng gọi là mình cá rất là trắng trợn. Rồi cảm ơn đồng đội, nhưng mà thật sự thì pha đấy là hơi hổ báo một chút. Pentakin thì trong thời gian tầm nửa phút thì anh em có thể là, trong thời gian đấy anh em vẫn có thể là ăn được Pentakin. Thật sự thì pha đấy là nếu mà thêm, thật sự nếu mà thêm mà có thể đỡ đoàn của mình thì chắc là mình có thể là đỡ những cái pha bắn trụ từ trụ bắn vào ấy, thì chắc chắn là mình sẽ ăn được Penta pha đấy rồi. Rất là may mắn. Một clip rất là ý nghĩa. Đây là một trận hạng danh Bạch Kim này.
và cũng như là mình đang chơi với kiểu là lên đồ chôn đó, thế nên là anh em đều hiểu nó như thế nào rồi. Đây nhá, anh em để ý là bây giờ cái chiêu đầu tiên của mình là nó hồi khá là nhanh. Nhìn nhá, cái chiêu đầu tiên hồi rất là nhanh này đó, 3 giây, 2 giây, 1 giây, 3 giây hồi chiêu rất là nhanh, lướt lướt liên thoại nhá. Đấy, lướt liên thoại này, lướt liên tục luôn. Cái giảm thời gian hồi chiêu của nó khá là bá. Đó là mục đích làm sao là mình thích lên đồ kiểu là lên full trượng hỗn mang là thế. Rồi ok. Ăn được quadra kill. Tí nữa được penta kill được nói chung được penta thì khá là sướng, mình cũng rất là được nhiều penta rồi. Không hiểu tại sao nhưng mà cũng rất là may mắn thôi. Ok. Đây là nghiêm cấm anh em không được thử theo kiểu món đồ của mình nha. Nếu mà anh em thử thì vào đánh thường cũng được, nhưng mà đây là mình đánh hàng. Thế nên là may là trận đấu này team mình nó không kiểu nó không bóc phốt đấy, không kiểu là không chửi đấy. Nó kiểu kiểu mà chửi là kiểu lên đồ chôn như này là không tốt. Thì mình cũng lựa lựa rồi. Theo đội hình đối phương thì cũng khá là máu giấy. Thế nên là mình có lên thể lên được. Và trận đấu này mình lên xuyên xuyên phép nha. Thế nên là đối với Natalia thì quá là phế vật luôn. Gặp mình là mình quật như kiểu là nhất xác luôn. Ok, chắc bây giờ mình solo ra fit team họ chắc là mình phế mất. Nói chung thì lưu ý anh em là nếu mà lên đồ như thế này thì nó khỏe thời gian đầu thôi, chứ còn càng về lết là càng phế thật. Thật sự mình đây là mình suy luận thôi, chứ còn mình chưa đánh về cuối game, hiện tại vẫn chưa level 15. Nhưng mà đối với vị tướng này mà lên đồ theo kiểu này thì cuối game thì không có đam, chỉ có sát thương phép, mà sát thương phép thì làm được cái gì, đúng không? Đó, nè 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 nè, Natalia từ từ lên cao là mình thịt luôn, không việc gì phải xoắn. Ok ông ơi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh nào. Có Illumia trận đấu này thế nên là rất là dễ thở, combat lúc nào cũng hơn hơn đối phương vì cái làn choáng rất là chuẩn. Đây, nha, em nhờn phát cái đù đù đấy, đùa 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 đùa, đùa hội cái đấy. Ấy thêm quả chiêu cuối nữa đẹp đúng không? Lại lại hồi chiêu cuối nha, mình đã hồi chiêu cuối rồi. Ấy từ từ ơi, đó cái hồi chiêu cuối rất là nhanh hiện tại nha. Đó đó nè, lướt luôn nha. Nào 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 nào, ngang hàm gửi đó một rồi thôi chết rồi, khổ báo quá, gọi là tham quá. Rồi lưu ý anh em là nói chung thì không biết là lên dân mắc giảm thời gian hồi chiêu thì nó sẽ được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà mình nghĩ chắc không được 100%. Hiện tại mình đang có giảm thời gian hồi chiêu là 20%, 20% là cũng khá là nhanh rồi đối với cái chiêu thức của con này, thì về lết thì nó cũng hồi nhanh rồi, nhưng đây là mình lên giảm thời gian hồi chiêu thì nó cũng rất là nhanh đấy đó. Ok, lên giảm thời gian hồi chiêu này là khá là thốn, được hai cái chỗ trượng hỗn mang rồi. Tiếp tục cái trượng thứ ba, cái món đồ thứ ba nha. Đó anh em nhìn nha, 3, 2, 1, hồi luôn chiêu này. Hồi luôn cái chiêu. Đó, hồi luôn cái chiêu đầu tiên. Này mà ăn kênh kinh công nữa thì đồ quá là bá đạo rồi. Mà thật sự lên đồ này thì không ấy đâu, không thể nào cân được kinh công. Hồi rất là nhanh. Đó. Đấy anh em để ý là hồi rất nhanh. Ok, món đồ trượng hỗn mang tiếp theo. Ba cái món đồ rồi, soạn tiếp là con món đồ thứ tư nhá. Món đồ thứ tư về cái trượng hỗn mang này, cố gắng farm được tranh để có thể là cuối game lên được full cái đồ này nha. Ngang hàm bữa thôi thôi, chập 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 rồi, quả đấy mà hất tung trúng thì chắc Natalia lên bảng. Ôi ở đồng thế, đồng thế, đổi hộ cái, đổi hộ cái. Ví dụ mà anh em có thể là làm clip kiểu là chạy nhanh nhất lên quân mobile, và những cái top tướng chạy nhanh nhất lên quân mobile ấy. Thì anh em có thể là chơi ra fit và lên full giảm thời gian nó chiêu, thì cái chiêu lướt và cái chiêu cuối của vị tướng này nó câu 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 đường, nói chung thì nó câu rất là xa đó. Lướt này, lướt này, lướt đó, lên như này thì gọi là cho nó sướng thôi, kiểu là mình được dùng chiêu thức liên tục thôi, chứ còn thật sự thì nó không khỏe đâu. Hay quá, hay quá, chết chắc rồi, ta ra chết chắc rồi. Kìa, quái cái trưởng châu vậy. Dồn không chết được luôn. Hiện tại công phép cũng khá là cao.
vì là cái món đồ này cộng cho mỗi một món đồ này nó cộng cho anh em 180 phép mà. Đó, hiện tại mình đang có 580 phép rồi. 580 phép. Nào. Bây giờ thêm vào combat đi. Còn hiện tại là mình không có đam. Đang tiến tới cái trượng hôn man thứ tư. Hay quá. Này, ngang là người bắt hẳn. Nên như là, ôi ơi, đi thôi em đi thôi. Đủ, tìm chết rồi. Tôi xong rồi. Tôi bị trụ liếm một phát đau thật. À, rồi, bắt đầu cảm tưởng là mình rất là phế vật rồi. Đó, kiểu là phế vật đấy, phế nhân. Ok, hiện tại là team ăn 19 mạng, chết 7 mạng. Đây là một trận đấu danh. Trận đấu danh mà mình trôn. Hiện tại mình giảm thời gian hồi chiêu 30% nha anh em để ý à. Giảm thời gian hồi chiêu là 30%, công phép là 640, công vật lý có 458 thôi. Đó. Mãi mà chưa lên được cái món đồ trượng hỗn mang này. Lâu quá. Lâu vãi chưa. 30% giảm thời gian hồi chiêu rồi. Nếu mà tình hình không biết nó lên được 100% giảm thời gian hồi chiêu nhỉ. Anh em cho ý kiến cái. Mình thử mình sẽ vào. Ồ đúng rồi, đấu tập nhỉ. Mình sẽ thử vào đấu tập để mình lên thử đồ xem full giảm thời gian hồi chiêu nó như thế nào. Ok. Đó, các chiêu thức của nó là hồi rất là nhanh thôi. Cái tài đánh rồng là khá là chật vật. Có chiêu cuối liên tục nên thoải mái sử dụng đi. Ok, đợi mình nào. Lên luôn đây, không biết là liếm được cái mạng nào nữa không. Nào. Hay quá. Úi giời ơi, ngon chưa, hàng ngon chưa. Ra không kịp rồi. Này thì ngang hà bưởi. Chết là chắc rồi, ok. Thôi, hỗ trợ một mạng rồi, ok. Chắc là trận đấu này mình fit hơi bị nhiều. Rồi, đó, được một mạng luôn. Đây là vơ vét được một mạng của thanh niên Violet. Rồi, một trận hạng rất là ý nghĩa. Wow, Irume MVP kìa. Thật sự thì mình ăn lắm mạng nhưng mà chết cũng rất là lắm. Bạch Kim 1 chứ. Cái nick này sắp lên rồi, qua là kill. Khá là hài hước. Rồi, trong trận đấu này team ăn 24 chết 7 và trong đó mình ăn 11 mạng, chết 3 và hỗ trợ 5. Ăn qua là kill lên huyền thoại và ăn nhiều mạng nhất. Với Irume thì có 17 mạng hỗ trợ và 3 mạng hạ gục cũng khá là tạm ổn. Rồi, nghiêm cấm anh em nói chung thì anh em là không nên sử dụng cái món đồ này để leo danh nha. Đây là mình làm trận đấu về trôn thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.